Ở à, ví dụ số 4 thì chúng ta thấy mấy vấn đề sau này một cái đoạn ADN ở sinh vật nhân thực có chiều dài là 81.600 angstrom Thực hiện nhân đôi đồng thời ở 6 đơn vị tái bản như nhau Biết chiều dài mỗi cái đoạn Okazaki là 1.000 nucleotis Số đơn vị, à, số đoạn ADN mồi tham gia vào quá trình tái bản này là bao nhiêu Thì ở đây chúng ta sẽ thấy à, đoạn ADN này số nu ta có ở đây chúng ta có chiều dài là 81.600 và chúng ta nhớ cái công thức Nhớ cái công thức tính chiều dài là L bằng N chia cho 2 nhân 3,4 Suy ra N bằng 2L chia cho 3,4 Đơn vị là Angstrom bằng 2 x 81.600 uh, chia cho 3,4 bằng 48, 48.000 nu Đấy là cái điểm thứ nhất Và như vậy chúng ta sẽ thấy 48.000 nu Mà ở đây số đoạn Okazaki Sẽ được tính theo công thức là gì Số đoạn Okazaki Thì chúng ta nhớ rằng số đoạn Okazaki Nó xuất hiện trên uh, Trên các mạch thôi Vậy số Okazaki nó sẽ bằng bao nhiêu Số Okazaki Bằng 48.000 Chia cho 2 Tại sao lại chia cho 2? Mặc dù là quá trình tự sao nó diễn ra trên cả hai cái mạch đơn mới, nhưng trên hai mạch đơn đó thì chỉ có một nửa mạch là được tổng hợp gián đoạn để hình thành các đoạn Okazaki. Vì vậy, à, cái vùng mà hình thành đoạn Okazaki thực tế nó chỉ có 24.000 nu mà thôi và mỗi nu à, mỗi nu có một mỗi nu có 1.000 à mỗi Okazaki có 1.000 nu thì nó sẽ bằng bao nhiêu? bằng 24 đoạn Okazaki, được chưa? Suy ra à, suy ra là chúng ta sẽ thấy có 6 đơn vị tự sao số đoạn mồi cần cho à, sự tái bản liên tục là bao nhiêu? 12. Vì chúng ta sẽ có chúng ta có 6 đơn vị tự sao. Mỗi cái đơn vị tự sao ấy nó cần hai cái mồi cho sợi liên tục suy ra số mồi cho sợi liên tục. Số mồi cho sợi liên tục nó sẽ bằng 6 đơn vị tái bản, mỗi đơn vị cần 2 sẽ bằng 12. Như vậy, tổng số đoạn mồi cần thiết cho toàn bộ quá trình tự sao của đoạn ADN với 6 cái đơn vị tái bản này sẽ bằng tổng 24 cộng với 12 chúng ta cần có 30 36 phân tử mồi, 36 phân tử mồi và như vậy đáp án của chúng ta cho câu hỏi này đó chính là đáp án C. Đây là một trong những cái ví dụ cho thấy cái dạng bài tập quá trình nhân đôi của ADN. Như vậy là bài tập nhân đôi của ADN thì nó đòi hỏi chúng ta cần phải nắm vững các công thức nắm vững diễn biến của cái quá trình tự sao để có thể hiểu được các công thức đó, thành lập được các công thức đó và vận dụng các công thức đó vào việc giải các bài tập. Nó có thể có các bài tập từ khó, từ dễ đến khó, nhưng chúng ta bắt buộc phải nhớ được các công thức. Nhớ nhé. Chúng ta cùng chuyển sang những dạng bài tập tiếp theo ngay sau đây.